Những bài học được đúc kết trong cuộc sống thường mang nhiều ý nghĩa vô cùng quý giá. Chúng được kể lại qua nhiều câu chuyện đời thường với hình ảnh đơn giản thân thuộc nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Giống như câu chuyện về ba cái cây luôn có ước mơ của riêng mình. Ban đầu tưởng chừng như không thể chạm tay đến, nhưng không vì vậy mà từ bỏ. Cuối cùng có thể chạm được đích đến cuối cùng trong thời khắc không ngờ nhất. Chuyện kể rằng ở vùng đồi núi nọ có ba cái cây cùng sống trên một ngọn đồi trong khu rừng già. Một ngày, chúng nói chuyện với nhau về hy vọng và ước mơ của mình. Cây thứ nhất nói: "Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành cái dương để châu báu có thể chứa đầy vàng bạc đá quý." Cây thứ hai cũng nhanh nhẩu tiếp lời: "Tôi muốn vào một ngày không xa sẽ được trở thành một con tàu đồ sộ, được chở đức vua và hoàng hậu vượt trùng dương đến khắp mọi nơi trên thế giới." Cây thứ ba cũng không chịu thua kém hai bạn, lên tiếng: "Tôi muốn mình sẽ trở thành cái cây cao nhất, thẳng nhất trong khu rừng này. Người ta sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi, nhìn những cành vươn cao, rồi nghĩ tới thiên đường, nghĩ tới thượng đế, và tôi sẽ ở gần ngài biết bao." Những suy nghĩ tưởng chừng viển vông, nhưng ở đó lại chứa đầy sự hy vọng và một tương lai tươi sáng. Sau vài năm nuôi nấng hy vọng, cuối cùng một ngày nọ, có nhóm người khai thác gỗ đến chỗ những cây này. Một người đi đến cây đầu tiên, cất lời nói: "Cây này trông khá khỏe mạnh, tôi nghĩ nên bán gỗ này cho thợ mộc." Và ông ta bắt đầu đốn hạ nó. Cây đầu tiên nghe thấy thì hạnh phúc lắm, nó nghĩ rằng thợ mộc sẽ biến nó thành một chiếc tủ đựng kho báu. Đến cây thứ hai, một người thợ quan sát một lúc rồi nói: "Đây trông có vẻ là một cái cây khỏe mạnh, tôi có thể bán nó cho xưởng đóng tàu." Nghe dứt lời, cây thứ hai rộn ràng trong lòng, thầm nghĩ nó sắp được trở thành một con tàu hùng mạnh. Nhưng khi những người khai thác gỗ đứng trước cây thứ ba, trong lòng nó như xoắn lại, lo lắng vì nó biết rằng nếu họ đốn nó xuống thì những giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay sẽ không thể thành sự thật được nữa. Đang mê man trong dòng suy nghĩ, nó bỗng nghe thấy tiếng một trong những người khai thác gỗ: "Tôi không cần điều gì đặc biệt từ cây của tôi, vì vậy tôi sẽ lấy cây này." Và anh ta cắt hạ cây xuống. Ba cái cây chia tay nhau, bắt đầu đi trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Nhưng chẳng ngờ, khi cây thứ nhất được đưa đến chỗ thợ mộc, nó được làm thành một khay đựng thức ăn cho động vật, được đặt trong một cái chuồng và đựng đầy cỏ khô. Đây chính xác không phải những gì nó cầu nguyện. Cây thứ hai cũng không khá khẩm hơn là mấy, nó được cưa ra và làm thành con thuyền đánh cá nhỏ. Còn cây thứ ba thì bị cắt thành những miếng lớn rồi bị bỏ lại một mình trong bóng tối. Thời gian trôi qua, ba cái cây cũng dần quên đi ước mơ của mình, chấp nhận với cuộc sống hiện thực. Một hôm, có đôi vợ chồng đi đến chuồng cừu. Tại đây, người phụ nữ sinh hạ một đứa bé. Do không có chiếc nôi nào, họ bèn đặt đứa bé vào đống rơm trong chiếc máng được làm bằng cái cây đầu tiên. Lúc này, cái cây đã cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiện này và biết rằng nó đang giữ kho báu lớn nhất mọi thời đại. Cái cây thứ hai cũng vậy. Và một lần, có nhóm người lên thuyền được làm từ cây thứ hai. Khi chiếc thuyền đang ở trên mặt nước, bỗng có một trận bão lớn nổi lên. Cái cây đã nghĩ rằng nó không đủ mạnh để bảo vệ mọi người trước cơn bão. Đang hoang mang, bỗng có một người đứng lên quát lớn: "Yên lặng!" Cơn bão lập tức dừng lại. Lúc ấy nó đã biết người mình đang chở chính là vua của muôn loài. Cây thứ ba ở trong nhà kho đã lâu, cuối cùng đến một ngày có người đến mang nó đi. Họ đóng đinh một người đàn ông lên thân cây và bị treo cho đến chết ở đỉnh đồi.
Rồi đến một ngày, nó tự nhận ra rằng nó đủ sức mạnh để đứng vững ở đỉnh đồi và gần Chúa nhất có thể, bởi người bị đóng đinh lên nó chính là Chúa Giê-xu. Quả thật, mọi thứ đôi khi không đi theo ý muốn của mình, nhưng hãy luôn biết rằng Thượng Đế không bao giờ tạo ra thứ gì đó vô nghĩa, kể cả cát bụi. Bởi vậy, hãy luôn giữ vững lòng tin với Ngài và lòng tin với chính bản thân mình. Chỉ khi còn giữ được lửa nhiệt huyết với đam mê, với ước mơ, thì Thượng Đế cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.